Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của Lộc Taylor. Hôm nay thì Lộc mời các bạn cùng với Lộc thực hiện mẫu tai phòng hở vai nhé các bạn. Trước tiên thì các bạn mở rộng cổ thêm 0,5cm, các bạn vẽ lại vòng cổ mới. Các bạn lấy xuống đây 6cm để chúng ta vẽ giọt mưa nhé các bạn. Các bạn chia đoạn này ra làm hai phần bằng nhau. Các bạn lấy vào 0,75cm và các bạn vẽ giọt mưa ở đây nha. Phần giọt mưa này các bạn có thể viền hoặc là làm nẹp cũng được nha các bạn Vai các bạn lấy vào 3cm, các bạn vẽ lên đây để chúng ta bớt cái phần vai lại để chúng ta thiết kế tay phòng đó các bạn Các bạn lấy vào 3cm, từ vai các bạn lấy xuống 6 sen Và chúng ta đánh công đoạn này để các bạn vẽ phần hở vai Từ đỉnh ngực các bạn đánh công lên À, đến vị trí mà chúng ta mới lấy xuống 6 cm. Đặng chúng ta rã thân trước ra à, dạng đề cúp nách đó các bạn. Từ eo các bạn lấy xuống 1 cm để chúng ta à, xác định đường ráp eo nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cắt rập này ra. Đến đây thì các bạn hãy ủng hộ cho Lộc bằng cách là tặng cho Lộc một like, chia sẻ video này. Bạn nào lần đầu tiên biết đến Lộc Taylor thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký Để lần sau Lộc có ra video mới Thì các bạn sẽ nhận được thông báo và xem được video nhé các bạn Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho Lộc nha Sau khi các bạn cắt à, phần giọt mưa xong Thì chúng ta cũng cắt luôn à, phần rã thân Theo dạng đề cúc nách đó các bạn Các bạn cắt ra Còn cái phần bên sườn này Thì các bạn sẽ đóng phần ly sườn lại và sau khi các bạn đóng ly sườn lại á thì các bạn nhớ chúng ta có một cái bước gì nè à, bạn nào nhớ không ạ à? à đó là à, chúng ta phải xử lý giảm nhọn đỉnh ngực nhé các bạn có nhiều bạn lo lắng là à, sau khi mà chúng ta xử lý giảm nhọn đỉnh ngực thì cái thân áo nó sẽ bị chật không có đâu các bạn lọc làm nhiều lần rồi à, vẫn ổn nha các bạn mà lên thì nó rất là đẹp các bạn nhớ uh, xử lý chấm nhọn đến ngực nha các bạn thấy cái phần dư ở dưới ngang eo đó mà lọc không cắt giấy đó thì các bạn nên chừa cái đó nha để một chút nữa chúng ta sẽ xử lý uh, phần hụt của eo nha các bạn từ ngang eo các bạn lấy xuống một sen để chúng ta xử lý phần hụt eo nè phần này thì lọc có làm cho các bạn xem rất là nhiều lần nhưng mà À, mỗi mẫu à, nếu có phần này thì à, bắt buộc Lộc cũng phải à, quay lại để cho các bạn xem chứ nếu mà lọc không quay thì có khi à, chúng ta đi qua chúng ta quên đó các bạn. Các bạn thấy Lộc đã à, sử dụng cái thân bên đây để lấy dấu lại cho cái phần thân ở bên sườn và chúng ta à, vẽ xéo lên cái đường à, ngang eo nha các bạn. Sau khi thiết kế xong thân trước thì chúng ta sẽ tiến hành thiết kế thân sau. Thân sau thì các bạn cũng lấy từ vai vào 3cm. Chúng ta bớt phần uh, rộng vai này để chúng ta thiết kế tay phòng. Và phần cổ thì chúng ta cũng mở rộng cổ thêm 0.5cm nha các bạn. Nếu các bạn may dây kéo ở phía sau thì các bạn cũng phải có uh, bước xử lý giảm hở dây kéo nha những cái công việc này nó khá là quen thuộc nếu các bạn đã xem uh, kênh của lộc teller thì các bạn thấy nó quá quen thuộc rồi nhưng mà cũng có những bạn mới vào nghề mới vào xem kênh của lộc uh, các bạn sẽ uh, không biết cho nên là lộc phải uh, làm cụ thể như vậy để các bạn uh, xem các bạn thực hiện thì cho nó đúng uh, nếu các bạn đã biết rồi thì thôi chúng ta cũng uh, thông cảm xem lại cho nó vừa ôn bài vừa để giúp những bạn mới vào sau nha các bạn các bạn cắt hết cái phần rập này ra đi rồi các bạn nhớ là lúc nãy lọc có cái xử lý cái phần giảm nhọn ở cái đỉnh ly của thân sau này nữa đó nha các bạn có phần đó nữa đó nha bạn nào chưa thấy thì các bạn xem lại nha lúc nãy lọc khi lọc vẽ cái đề cốt này xong thì lọc có vẽ luôn cái phần đó đó các bạn sau khi các bạn uh, cắt ra đó thì các bạn sẽ dán lại và chúng ta sẽ dùng uh, rập thân trước để khớp sườn uh, cho thân sau các bạn xác định đường uh, ráp eo cho thân sau các bạn cắt ra đi uh, khi chúng ta dán lại trước đó các bạn thì chúng ta đã có luôn cái phần xử lý giảm hụt eo cho thân sau luôn rồi. Các bạn dùng một tờ giấy, các bạn gấp đôi lại. Chúng ta lấy vào 3cm và các bạn đặt cái tay căn bản vào đây. Các bạn lấy dấu lại. Rồi chúng ta lấy lên uh, trên đó các bạn là 5cm nha để chúng ta thiết kế uh, phần uh, phòng lên của tay. Các bạn lấy vào đây 7cm nè và chúng ta bắt đầu đánh công đoạn này. Để chúng ta vẽ à, tay Cái chỗ này nó còn nhọn chút nè Các bạn làm cho nó nhẵn lại nha Các bạn à, sẽ xác định Cái vị trí mà chúng ta mai rút à, Dúng lại Của phần tay Lọc lấy xuống 12cm Phần mai rút này đó các bạn Cũng tùy thuộc nha các bạn Rút nhiều hay ít đó nha Là do cái vòng nách của chúng ta nữa Chúng ta xác định cái vị trí này nhưng chúng ta sẽ rút rút làm sao để cho nó vừa với cái phần à, nách của tay nha các bạn đó nếu cái à, phần tay này chúng ta nhiều thì các bạn rút cái phần trên nó nhiều chút còn nếu à, à, nó ít thì chúng ta sẽ rút làm sao cho nó bằng cái phần nách ở bên thân áo là được rồi nha các bạn thì các bạn thấy lộc đã xử lý à, tay trước tay sau luôn đó nha phần tay trước thì chúng ta sẽ vẽ lõm vào Uh, 0,5cm uh, Phần tay sau thì chúng ta sẽ vẽ lõm vào uh, Là 3cm Nhưng mà ở trên cái cái gần Ở đỉnh tay á các bạn Có nhiều bạn cứ uh, muốn học lớp nâng cao Nhưng mà hiện tại Lộc chưa có quay video đủ Thành ra Lộc cũng chưa có mở được lớp nâng cao Nhưng mà những cái video này Là những cái phần Lộc đã biến kiểu nâng cao cho các bạn rồi uh, Các bạn hãy xem Hãy theo dõi kênh đi các bạn uh, rồi chúng ta học Nha, cho đỡ tốn tiền nha các bạn các bạn sẽ ráp đề cúp à, nách trước à, sau đó thì chúng ta sẽ ráp phần xương rồi phần vai các bạn nhớ là phần vai trước và sau nó không có bằng nha nó bị hở một chút đó các bạn chúng ta sẽ ráp tay vào còn phần cổ thì các bạn sẽ may nẹp hoặc là các bạn may hai lớp thì các bạn sẽ lộn luôn nha đối với mẫu này thì chúng ta lên lụa hoặc là các cái chất liệu uh, có cái dáng đứng cũng được nữa các bạn uh, nhưng mà phần lụa thì chúng ta phải may hai lớp nha các bạn các bạn thân mến đến đây thì video đã hết rồi lộc xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin chúc các bạn và gia đình lúc nào cũng vui khỏe và hạnh phúc về công việc thì luôn thành công trong công việc và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo xin trân trọng kính chào.